Ngày 29 tháng 11, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Lê Văn Tiểu, 31 tuổi, ngụ xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 13 tháng 11, Tiểu sử dụng tài khoản Zalo có tên FE và nhắn tin cho người yêu cũ là chị LTN, 21 tuổi, quê Tiền Giang, hiện sinh sống tại thành phố Mỹ Tho với nội dung: "Mình hết tiền xài rồi, bạn cho mình xin 1 triệu xài nhé bạn. Nếu bạn không cho thì mình cho bạn sáng nhất trong họ hàng bạn nhé. Đúng 9 giờ mình không thấy câu trả lời của bạn thì bạn đừng trách mình nhé." Tiểu yêu cầu chị N phải chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản của Tiểu, nếu không sẽ đăng tải ảnh, video quan hệ của hai người trước đó lên mạng xã hội. Sau đó, chị N thông báo cho người thân biết và hẹn Tiểu đến nhà của mình ở thành phố Mỹ Tho để đưa tiền. Khoảng 10 giờ ngày 13 tháng 11, Tiểu đến nhà chị N nhận tiền thì bị người trong nhà giữ lại và báo công an. Bước đầu, Tiểu khai nhận là người đã tạo tài khoản Zalo có tên FE và nhắn tin tống tiền người yêu cũ. Với thủ đoạn tương tự, cuối năm 2020, chị N cũng đã chuyển cho Tiểu 2 lần với số tiền 6 triệu đồng. Đến lần thứ 3, chị N mới báo gia đình để tìm sự giúp đỡ.